Xin kính chào các bạn khán giả đang theo dõi kênh Bí quyết thành công. Các bạn thân mến, chắc hẳn bạn đã từng được biết đến nhiều những nghiên cứu, bài viết và giảng dạy về việc làm thế nào để trở nên giàu có. Thế nhưng, một điều hoàn toàn chắc chắn được đa số rút ra chính là sự thành công luôn khác biệt. Tuy nhiên, mọi thành công đều có những bí mật của nó các bạn ạ. Sẽ vẫn có những điểm chung giữa các bậc vĩ nhân nổi tiếng thế giới và đó chính là chìa khóa để mở được mọi cánh cửa, đem đến sự huy hoàng trong cuộc đời. Và trong số những ẩn số về thành công ấy, có một bí mật được mệnh danh là kỳ lạ nhất thế giới bởi những tác động chi phối của nó tới vận mệnh con người vô cùng mạnh mẽ mà khó có thể lý giải nổi. Vậy, bạn đã biết bí mật được coi là kỳ lạ nhất thế giới này bắt nguồn từ đâu hay chưa? Và bí mật này có sức mạnh chi phối và thay đổi cuộc đời của một con người như thế nào? Các bạn hãy cùng Bí quyết thành công tìm hiểu trong video ngày hôm nay nhé! Trên thực tế, bí mật kỳ lạ nhất thế giới này không tự nhiên xuất hiện mà vốn được bắt nguồn từ diễn giả nổi tiếng Earl Nightingale. Vậy bạn đã biết gì về nhân vật này hay chưa? Earl Nightingale, sinh năm 1921, mất năm 1989, được mệnh danh là Dean of Personal Development, một trong những người tiên phong cùng với Napoleon Hill và Jim Rohn đặt những nền tảng vững chắc đầu tiên cho phát triển bản thân, phát triển cá nhân. Earl Nightingale được sinh ra trong thời kỳ khủng hoảng về kinh tế. Khi còn nhỏ và bởi vì gia cảnh rất nghèo khó, ông muốn tìm hiểu vì sao có người sống trong thịnh vượng, trong khi số khác thì chật vật kiếm sống. Cho đến lúc dần trưởng thành, ông bắt đầu đọc tất cả những gì có thể để tìm kiếm câu trả lời. Sau nhiều năm tìm kiếm, Earl Nightingale đã tìm ra câu trả lời và gọi nó là The Shining Secret, bí mật kỳ lạ nhất, và bắt đầu phổ biến rộng rãi đến công chúng bắt đầu từ năm 1956. Bí mật kỳ lạ nhất chỉ là một bài giảng ngắn, nhưng nó cũng chính là tác phẩm tạo nên danh tiếng cho ông, và cũng chính nó là nền tảng tạo nên thành công cho rất nhiều người. Nguồn cảm hứng của Nightingale đến từ cuốn sách của Napoleon Hill, Think and Grow Rich, xuất bản năm 1937. Earl Nightingale đã thành công khi tìm ra được bí mật đặc biệt tạo nên thành công của một con người mà không ai có thể phủ nhận được sức mạnh to lớn của bí mật ấy. Liệu đó là bí mật kinh thiên động địa nào? Bí mật kỳ lạ nhất ở đây mà vị diễn giả nổi tiếng này đúc kết ra được chính là: bạn nghĩ mình thế nào, bạn sẽ trở thành người như vậy. Đúng là như vậy. Theo Earl Nightingale, bạn sẽ trở thành những gì bạn nghĩ về. Bạn có thể tạo ra cuộc sống mà bạn muốn, đơn giản bằng cách suy nghĩ những suy nghĩ đúng đắn. Tâm trí của con người là một điều rất mạnh mẽ và hầu hết chúng ta coi đó là một điều tốt. Chúng ta thường tin rằng chúng ta không kiểm soát được những gì chúng ta nghĩ bởi vì những suy nghĩ đó dường như bay vào và ra đi tâm trí mỗi người trong suốt cả ngày. Nhưng sự thật là bạn hoàn toàn kiểm soát được suy nghĩ của mình, và bạn trở thành những gì bạn nghĩ đến. Và hạt nhân thật nhỏ bé đó là sức mạnh bí mật của tâm trí. Nó thực sự không phải là một bí mật sau khi tất cả sức mạnh có sẵn cho mọi người, kể cả bạn. Và nó lại hoàn toàn miễn phí. Tuy nhiên, tại sao đây lại được coi là bí mật kỳ lạ như vậy? Đó là bởi vì hai nguyên do sau. Thứ nhất, nó kỳ lạ vì nó là quy luật dẫn đến thành công, nhưng cùng lúc nó cũng là quy luật dẫn đến thất bại. Thứ hai, nó kỳ lạ vì nó đã được nhắc đến rất nhiều lần từ Kinh Thánh và nhiều nhà thông thái, nhưng rất ít người hiểu được. Minh chứng cho câu nói của mình, Earl Nightingale đã chỉ ra nghiên cứu của bản thân về các danh nhân, những nhà lãnh đạo, những người thành đạt đều có chung một quan điểm: suy nghĩ của ta quyết định hành động của ta. Tương tự như vậy, Napoleon Hill từng có câu nói nổi tiếng: điều gì mà tâm trí có thể nhận thức và tin tưởng thì tâm trí có thể hoàn thành. Nhà tâm lý nổi tiếng thế giới Jeff Keller cũng minh chứng cho điều đó khi đưa ra ví dụ về trường hợp kiến trúc sư nổi tiếng người Cuba đang thành danh trên đất Mỹ. Nhìn vào sự nghiệp của kiến trúc sư Andre, giám đốc điều hành một công ty chuyên về thiết kế, xây dựng tại New York, thì không ai nghĩ anh là một người mồ côi cha mẹ từ nhỏ, phải bỏ học giữa chừng để kiếm sống. 11 tuổi,
anh di cư sang Mỹ làm đủ nghề để kiếm sống, rồi quyết tâm học thi vào trường kiến trúc. Anh từng chấp nhận làm không cần thủ lao cho các dự án nhỏ để học hỏi kinh nghiệm. Như vậy, theo các luận giải đó, thì khi chúng ta không ngừng suy nghĩ về một mục tiêu nào đó, ta sẽ từng bước hướng tới để hoàn thành. Khi chúng ta tin vào khả năng của mình và quyết tâm theo đuổi mục tiêu đã định, chúng ta sẽ vượt qua được mọi khó khăn. Khi nghĩ tích cực, lạc quan về bản thân và hành xử như người thành công, con người tự nâng giá trị trong mắt của mình và cả trong mắt người khác. Những suy nghĩ tích cực sẽ xua tan những nỗi sợ, cảm giác tự ti và thay vào đó là một tinh thần dũng cảm, thái độ tự tin, hưng phấn hướng đến tương lai tốt đẹp mong muốn. Trong ngày thi đấu đầu tiên môn bắn cung ở Olympic 2012, xạ thủ người Hàn Quốc Im Dong-hun đã phá hai kỷ lục thế giới, mặc dù thị lực mắt trái chỉ 1 trên 10, còn thị lực mắt phải chỉ 2 trên 10. Trên thực tế, anh gần như mù. Anh đạt 699 điểm với 72 phát tên ngay tại vòng loại, vượt kỷ lục thế giới cũ 696 điểm mà anh lập được hồi tháng 5 năm 2012. Im Dong-hun cùng với đồng đội Kim Bu-min và Oh Jin-hyuk trong đội tuyển bắn cung Nam Hàn Quốc cũng phá kỷ lục thế giới với số điểm 2087. Với hai kỷ lục thế giới tại Olympic 2012, xạ thủ Im Dong-hun đã cho chúng ta một bài học lớn lao về đức tin của con người đối với cuộc sống. Anh đã chứng minh là con người hoàn toàn có thể tạo nên những kỳ tích ngoạn mục nếu có lòng tin vào chính bản thân mình. Điều chắc chắn nhất là người nghĩ mình thất bại thì sẽ là người thất bại. Người nghĩ mình không thể làm được một việc nào đó thì sẽ không bao giờ làm được việc đó. Người tự cho mình có số phận nghèo khổ thì sẽ không bao giờ có đủ ý chí, nghị lực để tìm cách vượt qua cái nghèo. Nghèo không xấu, nhưng chính sự cam chịu nghèo mới là xấu, vì sẽ không bao giờ thoát được cảnh nghèo. Khi đó thì nghèo mới là hèn. James Allen, tác giả As a Man Thinks, nhấn mạnh: hiện tại bạn đang ở nơi mà những suy nghĩ đưa bạn tới, và ngày mai sẽ đưa bạn đến nơi mà suy nghĩ của bạn dẫn đường. Bạn thấy đấy, việc sở hữu một thái độ và tư tưởng đúng đắn đã là chìa khóa giúp nhiều người đạt đến thành công. Chính vì thế, nếu bạn thật sự muốn có cuộc sống như ý, thì nhất định bạn phải điều khiển được tâm trí của bản thân và ngưng làm 9 điều ảnh hưởng tiêu cực tới chính mình ngay sau đây. Thứ nhất, đừng quá cầu toàn. Thông thường, chúng ta hay dễ bị nản lòng trước những sự việc diễn ra không như mong muốn, bị stress vì những chuyện nhỏ nhặt hay thậm chí tự dằn vặt mình mỗi khi mắc sai lầm. Đó là bởi bạn là người có tính cầu toàn, muốn mọi việc phải đúng như mình nghĩ và mong. Tuy nhiên, bạn cần biết rằng trong cuộc sống không có điều gì là hoàn hảo và việc để xảy ra sai sót là chuyện bình thường. Ai cũng có thể phạm sai lầm và nhờ chúng bạn mới có cơ hội trưởng thành hơn. Thêm vào đó, việc bạn căng thẳng khi không kiểm soát được mọi chuyện hay bực mình vì những thứ vặt vãnh cũng không khiến tình hình khá lên được. Đó là chưa kể, chúng còn ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của bạn và làm cho bạn kém minh mẫn hơn để tìm ra giải pháp hợp lý nhất. Hãy bắt đầu bằng việc nói rằng bạn sẽ cố gắng hết sức có thể. Bởi sau cùng thì bạn không phải cạnh tranh với ai, ngoại trừ chính mình. Thứ hai, đừng cố làm hài lòng hết mọi người. Bạn đã bao giờ cố gắng giúp đỡ một đồng nghiệp mặc dù thực sự bạn không đủ khả năng làm điều đó? Hoặc cho ai đó vay tiền trong khi số tiền trong túi bạn còn không đủ để cho mượn? Để không cảm thấy tội lỗi, người ta thường không nỡ đưa ra lời từ chối dù cho bản thân biết rõ mình khó lòng đáp ứng đề nghị. Nhưng đừng nên nghi ngờ linh cảm của mình và hãy mạnh dạn từ chối nếu bạn cho rằng nên làm vậy. Chưa kể, từ chối còn là cách tốt nhất giúp bạn chọn những việc ưu tiên cần làm, thể hiện cho người khác thấy quy tắc của bản thân và đòi hỏi sự tôn trọng từ họ. Thứ ba, đừng tự dằn vặt bản thân. Hầu hết chúng ta từng có những suy nghĩ tiêu cực hay lưu lại trong ký ức những việc làm sai trái. Hành động bắt nạt đứa bạn hồi lớp 4, bị sa thải hay tình cờ nghe ai đó nói xấu mình. Tất cả đều có thể hằn sâu trong tâm trí bạn. Tuy nhiên, việc nhớ lại những điều đó và liên tục dằn vặt bản thân vì những lỗi lầm trong quá khứ chẳng giúp ích được gì. Thay vào đó, hãy tìm ra bài học từ những lỗi lầm ấy, lấy đó là kinh nghiệm để không mắc phải sai lầm tương tự là điều đáng làm và quan trọng hơn. Nếu bạn đã từng tự nói với mình rằng tôi không xinh đẹp, tôi đã làm điều kinh khủng này trong suốt 5 năm và chưa bao giờ tha thứ cho bản thân,
hay bất kỳ ý nghĩ tiêu cực nào khác thì hãy ngừng ngay việc đó lại. Hãy nhìn vào gương và nói những điều tốt đẹp về mình. Đọc những câu nói truyền cảm hứng, thẳng thắn với bản thân rằng ai cũng có thể mắc sai lầm, nhưng quan trọng là chúng ta học được gì từ chúng và làm thế nào để vượt qua sau tất cả mọi chuyện. Thứ tư, đừng chỉ lo những thứ trước mắt. Những người thành công hiểu rất rõ tầm quan trọng của việc lên kế hoạch. Họ đặt ra kế hoạch mỗi ngày cho từng mục tiêu, khoản ngân sách và cách tiết kiệm tiền cho tuổi già sắp đến. Dù vậy, điều đó không có nghĩa họ sống trong căng thẳng. Luôn luôn có niềm vui trong từng kế hoạch của những người thành công này. Họ khiến thời gian làm việc hiệu quả, vui vẻ tiết kiệm và nghĩ về tương lai. Vì vậy, đừng chỉ chăm chăm làm việc vì ngày hôm nay mà hãy nghĩ về ngày mai và tận hưởng chúng. Thử nghĩ về nơi bạn muốn ở trong 5, 10 hay 15 năm nữa. Thứ 5. Đừng lờ đi các mục tiêu. Ngưng việc nghĩ rằng vì bạn là người tốt nên những điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, bởi chúng chỉ đến với những ai biết nỗ lực làm việc, và một phần trong đó chính là thiết lập các mục tiêu. Điều này cũng giống như việc bạn chăm chỉ làm việc hàng ngày là chưa đủ. Điều quan trọng là bạn cần biết quản lý thời gian và thiết lập các mục tiêu ngắn hạn, dài hạn để có thể theo dõi tiến độ và có động lực phấn đấu. Thứ 6. Đừng tự cô lập bản thân. Việc tách biệt bản thân với cộng đồng có thể dồn tương lai của bạn tới chân tường. Trên thực tế, nhiều người thành công đã làm chủ được nghệ thuật cân bằng trong cuộc sống. Họ không xa lánh những người mà họ yêu mến chỉ vì cần thực hiện những mục tiêu hay tham vọng nào đó. Thay vào đó, họ đưa những người quan trọng đối với mình vào mọi kế hoạch và mục tiêu tương lai. Thứ 7. Đừng so sánh bản thân với người khác. Những người thành công hiểu rằng người duy nhất họ phải cạnh tranh ngày hôm nay là chính họ ngày hôm qua. Họ cũng luôn tập trung vào bản thân và việc hoàn thành mục tiêu thay vì lo lắng bất cứ điều gì khác. Họ không muốn so sánh mình với người khác vì điều đó không đem lại lợi ích gì. Tuy nhiên, họ nhận ra được đâu là điểm yếu của mình và thực sự ngưỡng mộ những ai làm được điều mà bản thân họ chưa làm được. Ngoài ra, việc tự so sánh chính mình với người khác hoàn toàn vô dụng. Nó chỉ gây tổn hại đến lòng tự trọng của bạn và làm phát sinh những suy nghĩ tiêu cực trong thời gian dài. Thứ 8. Đừng sống mãi trong quá khứ. Người thành công học từ thất bại của mình, nhưng họ không sống trong quá khứ. Họ thu được những kỹ năng, rút ra bài học và áp dụng chúng cho hiện tại và tương lai. Quá khứ không nói lên bạn là ai của ngày hôm nay cả. Đừng để chúng ám ảnh bạn. Thay vì vậy, hãy định nghĩa bản thân bằng những gì bạn làm ở hiện tại và điều bạn hướng đến trong tương lai. Thomas Edison đã từng thất bại nhiều lần trước khi phát minh thành công bóng đèn điện. Nếu đó là bạn, bạn sẽ làm gì nếu ngày hôm qua là một thất bại? Hãy thử lại nhiều và nhiều lần nữa đến khi nào thành công. Thất bại dạy cho chúng ta những cách không hiệu quả và giúp chúng ta tiến gần hơn tới thành công. Hãy tự chọn cho mình một thái độ hợp lý và kiểm soát nó và tiếp tục cố gắng. Bạn cần nhớ rằng thất bại cũng chính là một thông tin phản hồi. Và cuối cùng, đừng chịu đựng những người giả dối. Người thành công đánh giá cao người khác vì tính cách và tài năng nổi trội của họ. Những người không cố gắng làm hại, xem thường hay tìm cách hạ thấp người khác chỉ vì thành công của họ. Người thành công giao thiệp rộng rãi với mọi người nhưng biết đâu là điểm dừng và họ không nói dối. Đây cũng là những người không chịu được những ai thiếu trung thực và suy nghĩ tiêu cực, một phần bởi họ quá bận để yêu thương những người trung thực, chân thành. Thay vì cứ than thân trách phận và đổ lỗi cho hoàn cảnh, hãy học cách tự nói với chính mình là mình có thể và sẽ làm được. Đừng bao giờ dùng những từ ngữ tiêu cực để tự nói về mình. Tâm trí của bạn giống như một chiếc máy thu âm, sẽ ghi nhận hết những gì bạn đã nói và rồi những thứ đó sẽ như thỏi nam châm thu hút những tiêu cực tương tự đến nhồi nhét vào đầu óc bạn. Khi những tư tưởng tiêu cực đó đầy ắp tâm trí thì người ta khó mà lạc quan, tích cực hướng đến ước muốn của mình để gặt hái thành công được. Video đến đây là hết rồi, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Và hãy giữ gìn sức khỏe cho bản thân và mọi người xung quanh để cùng nhau chiến thắng đại dịch nhé. Các bạn cũng đừng quên like video cũng như đăng ký kênh để tiếp thêm động lực cho đội ngũ kênh mang tới thật nhiều thông tin bổ ích hơn nữa. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo của Bí quyết thành công.